Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái hộp số chia hai cầu các bạn nhé, nhưng mà nó chia ra bốn trục, thì có một trục vào và ba trục ra. Thì các bạn có thể tận dụng làm vào những cái việc khác thì tùy các bạn thôi, còn không thì xe hai cầu thì chỉ cần một đầu vào hai đầu ra là được. Thì tỷ số truyền của nó là 11 các bạn nhé, tỷ số truyền là 11. Cái hộp số này thì có lực tải rất là lớn, chịu được tải khoảng 1,5 tấn trở lại, rất là khỏe và nó dùng nhớt. Đấy. Cái kích thước của cái hộp số này có kích thước là chiều dày của hộp số là 6 cm, chiều cao là 12 cm và tổng chiều dài là 28 cm. Thì đây là tổng thể. Cái phần này thì là phần nắp trục các đăng vào đây các bạn nhé. Đấy, nắp trục các đăng vào đấy. Và chuyển động ra hai hướng. Thì trục các đăng này thì nó vừa cỡ với trục các đăng ở trên những cái cầu xe. Cái dòng này thì nó không có ngắt chuyển động đâu, nó là chuyển động toàn thời gian luôn, hai cầu liền toàn thời gian. Các bạn muốn ngắt chuyển động thì phải chế thêm cái bộ ngắt chuyển động. Thường mình ngắt chuyển động cầu trước thì các bạn chỉ cần chế cái ly hợp ra thôi. Cái ly hợp thì nó có nhiều cách, các bạn là tự chế. Một là các bạn mua cái ly hợp vấu ấy. Bên em có thể bán cho các bạn cái ly hợp vấu, thì các bạn mua thêm để làm ngắt chuyển động. Đấy. Thì khi nào cài cầu vào thì mình sẽ khớp cái vấu. Cái vấu thì nó 4 vấu thôi, thì cái đấy lúc nào các bạn mua thì bên mình sẽ có thể đưa cho các bạn tham khảo cái ly hợp đấy. Còn hiện tại thì là chưa có ở trong cái video này. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đấy, nó làm rất là chắc chắn nha các bạn nhé. Hộp số rất là chắc chắn, dùng nhớt nên là độ bền rất là cao và nó rất là khỏe. Các cái khớp lối là khớp lối sử dụng khớp lối các đăng bình thường thôi. Và chia ra làm 4 hướng chuyển động, chia làm 4. Thì cái này thì nó nó do cho ra chuyển động là cùng tốc độ, cùng chiều các bạn nhé. Đấy, ví dụ các bạn nhìn trục mình quay đây này. Đấy, là nó quay cùng hướng luôn đấy. Cùng hướng với lại hướng ra đấy nhé. Đấy, chuyển động cùng chiều.